Trước diễn biến phức tạp và khả năng bão số 5 đổ bộ vào đất liền Đà Nẵng, đồn biên phòng Non Nước đã khẩn trương cử cán bộ chiến sĩ giúp các trường học và người dân chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão số 5. Hàng chục cán bộ chiến sĩ đã chia nhau xúc cát vào bao, vận chuyển và lên mái tôn của các trường tiểu học trên địa bàn quận để gia cố, chằng chống mái cho các trường. Cùng với đó, cán bộ chiến sĩ đội biên phòng Non Nước đã giúp những hộ gia đình neo đơn, phụ nữ đơn thân không có khả năng gia cố chằng chống lại nhà ở một cách an toàn, sẵn sàng ứng phó với bão số 5 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.